Hello, xin chào anh em nha. Mình là Linh Andy đây. Sau 100 giờ chơi One Piece Ambition thì mình có một vài cảm nhận muốn chia sẻ cho anh em như thế này nha. Đầu tiên là về đồ họa thì ban đầu mình thấy con game One Piece Ambition này đồ họa nó phê thực sự anh em ạ. Sau khi tìm hiểu thì mình biết là nó dùng cái công nghệ Unreal Engine 4. Đấy, nên là trông có vẻ là sắc nét anh em nhá. Mặc dù mắt mình bị cận nhưng mà trong mấy cái hoạt cảnh chiến đấu nó vẫn cứ rất là chi tiết anh em ạ. Được đấy. Với cả một số những cái màn cốt truyện tái hiện lại trong anime thì mình thấy được. Bởi vì là lâu lâu rồi không xem, khi mà xem lại thấy cũng hoài niệm phết anh em ạ. Nhưng mà sau 100 giờ chơi thì mình bắt đầu thấy mọi thứ trở nên quen thuộc hơn rồi. Kiểu như khi thấy lặp đi lặp lại những cảnh này nhiều lần thì từ ngày nhiên ban đầu nó cũng mất đi ít nhiều anh em ạ. Thứ hai về lối chơi thì cái lối chơi của game này vẫn giữ được sự thú vị trong thời gian đầu, nhất là khi mở khóa nhân vật mà mình yêu thích, ví dụ như là Luffy, Zoro đấy. Với nhân vật này thì công nhận là mình ngoánh mãi nó không biết chán rồi, bởi vì là combo chiến đấu của mấy em này trông đã thực sự anh em nhá, đặc biệt là Luffy đấy, thề luôn mấy quả skill của Luffy trông được thực sự anh em ạ. Sau này thì cũng mở thêm rất là nhiều nhân vật khác nữa, Nami này, rồi thì Mihawk Gap với các thứ. Mỗi nhân vật thì đều có phong cách chiến đấu khác nhau, thế cho nên là skill với các thứ nó cũng đa dạng. Nhưng mà sau 100 giờ thì mình bắt đầu cảm thấy việc lặp đi lặp lại các cái trận đấu giống nhau là lộ ra những cái điểm yếu rồi anh em ạ. Bởi vì là dù mở khóa ra thêm có nhiều nhân vật đi chăng nữa và nâng cấp kỹ năng nó mạnh hơn, nhưng mà cái cách chơi thì vẫn là spam chiêu này, né đòn này, chứ không có một số những cái tính chiến thuật nhất định anh em nhá. Nên là có thể là nhiều anh em cũng có cảm giác giống như mình, chơi lâu là nó thành hơi nhảm nhảm tí. Thứ ba là về cốt truyện. Được cái là cái game này thì nó lại làm rất tốt trong cái việc là tái hiện những khoảnh khắc nổi tiếng trong One Piece anh em ạ. Đặc biệt là những trận chiến lịch sử. Bởi vì mình chơi là có trận Zoro quánh với cả Mihawk các kiểu mà. Đối với những anh em là fan của One Piece thì chắc chắn cái này rất chi là cảm xúc luôn. Nhưng mà phần cốt truyện này thì nó lại chỉ tập trung vào các trận đấu thôi anh em ạ. Ước gì nó cho thêm mấy cái yếu tố kiểu phiêu lưu hơn tí thì ngon nhỉ. Khám phá các kiểu con điểu thì nó có vẻ như là hợp lý hơn. Giống như kiểu là anh em có thể phiêu lưu trên biển này hoặc là tương tác với thế giới kiểu One Piece thì nó sẽ hay hơn chứ, đúng không? Về cái điều khiển skill thì mình thấy nó dễ hơn rất nhiều so với những tựa game One Piece mà chơi spam chiêu ở trên máy tính anh em ạ. Bởi vì chơi trên máy tính thì nó bắt buộc anh em là phải kết hợp những cái nút với nhau để tạo ra combo chiêu thức. Nhưng ở trên điện thoại thì nói chung là game điện thoại nó đơn giản hơn. Có mấy skill đấy thì anh em cứ ấn thôi, nhanh tay là được. Chủ yếu là anh em nào tay không ra mồ hôi thì ấn nó cứ phải gọi là mượt luôn nhỉ. Đó là cái đào phết anh em. Nhưng mà khuyến cáo với những anh em nào mà chơi điện thoại màn hình to rồi chơi lâu là tầm đau hết cả tay, bởi vì ấn liên tục này nó giống như kiểu chơi một số từ game MOBA ấy. Ôi càng não vãi trưởng luôn mà lại còn đau tay nữa anh em. Mình phải thừa nhận là cái game One Piece Ambition này có rất là nhiều tiềm năng anh em nhé. Nếu như mà ra mắt ở Việt Nam thì mình nghĩ là sẽ thu hút được một số lượng fan cực kỳ lớn đấy, bởi vì đồ họa rất là đẹp luôn. Với cả là cộng đồng fan One Piece ở Việt Nam thì cũng đông nữa. Nhưng mà đối với mình là một fan phong trào, sau 100 giờ chơi thì mình cảm thấy game thiếu một chút gì đấy đột phá để giữ chân những người chơi kiểu không phải là fan One Piece đấy lâu dài. Ví dụ như là mình đây là fan phong trào thì mình cũng chỉ biết một số cái nhân vật nổi tiếng này, chứ còn để mà hiểu sâu hơn về những cái cốt truyện đấy thì mình thực sự là chưa nha. Thế cho nên mình vừa chia sẻ ở trên ấy, nếu như có thêm một số cái yếu tố phiêu lưu hoặc là chiến thuật gì đấy để kích thích những anh em chưa phải là fan One Piece ấy, trở thành fan của One Piece thì nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều nha. Còn về đồ họa thì đẹp anh em ạ, phải công nhận là đồ họa đẹp. Gameplay lối chơi thì cũng dễ tiếp cận thôi, và cốt truyện thì cũng quen thuộc, là một điểm cộng cho những em là fan của One Piece. Hy vọng rằng là sau này tựa game này sẽ mở thêm những cái tính năng khác, chứ không chỉ nguyên là cái lối chơi đối kháng lặp lại như thế này, để nó tăng cái hứng thú của người chơi mới anh em nhé. Dù vậy lại, nếu như anh em là một fan One Piece chân chính thì cái tựa game One Piece Ambition này vẫn rất đáng chơi anh em nhé. Nhưng nếu anh em muốn tìm một cái trò chơi gì đấy có chiều sâu để anh em có thể là khám phá này, rồi thì mang tính chiến thuật cao để vận dụng cái bộ não thiên tài của anh em, thì có lẽ là cái tựa game này sẽ không giữ chân anh em lâu đâu. Mình nghĩ là như vậy. Sau 100 giờ thì mọi thứ vẫn cứ là ok, nhưng mà cần thêm một chút đột phá nữa để duy trì sự hứng thú của anh em nhé.哀れなき弱き者よ、
見せてみろ。切れ、さらばだ。見せてみろ、射程範囲だ。ふん、抜くぞ。抜くぞ。抜くぞ。名を名乗れ、まだまだだ。はっはっ、切れ、射程範囲。まだまだだ。切れ、速攻よ。抜くぞ。はっ、どうにか我が前に立つか。な、見せてみろ。はっ、さらばだ。抜くぞ。射程範囲だ。どうにか、まだまだだ。抜くぞ。はっ、切れ、射程範囲だ。天使たる礼儀を持って、おお、抜くぞ。切れ、はっ、名を名乗れ。まだまだだ。まだまだだ。速攻よ。どうにか、抜くぞ。切れ、抜くぞ。我が前に立つか。切れ、抜くぞ。もう一度だ。